Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 2 này, lượng khách quốc tế giảm tới 39,5%, chỉ còn 870.000 khách, nguyên nhân do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Cụ thể là lượng khách thông qua các cảng hàng không trong tháng 2 đạt gần 8,1 triệu khách, có nghĩa là giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khách quốc tế đạt 2,4 triệu, có nghĩa là giảm 29,8%, khách nội địa đạt 5,7 triệu, giảm 0,7%. Cũng trong tháng 2, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển là 3,7 triệu khách, giảm 13,7% so với tháng 2 năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm tới 39,5%, chỉ còn 870.000 khách. Mức sụt giảm lên tới hai con số của thị trường hàng không Việt Nam là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.